Xin chào các bạn. Hiện nay tôi đang đứng tại bến cảng Gallimhaber, tức là cảng Phú Yêu tại thành phố Sydney, bang New South Wales, Australia. Và bên cạnh tôi, Marcel De Vos, bạn gái của tôi. Và xin bảo mật là bạn là con gái. Marcel hiện tại đây là giám đốc marketing của khu vực châu Á Thái Bình Dương. Thì hôm nay Marcel sẽ giúp tôi giới thiệu với các bạn cái điều đặc biệt nhất của NC by 7 nó khác biệt hoàn toàn với các thương hiệu khác, bởi vì gần như nó là chiếc thương hiệu đầu tiên mà sử dụng cửa phía sau là cửa mở, không phải cửa chậm. Ta có thể gập cái cửa xuống. Đây là một thiết kế rất là mới, làm cho không gian của cái khu vực cửa phía sau này có thể mở rộng ra khoảng hoàn toàn. Bình thường với các loại cửa chậm, chúng ta sẽ mở tối đa từ phía 2/3 không gian. Nhưng với cửa khoảng cái này, chúng ta có thể mở trong các không gian, thì là không gian tiếp xúc với biển nó nhiều hơn. Với ngôn ngữ của dòng NC là phòng khách rồi quang cách phía sau được thiết kế trên một mặt phẳng, và mọi cái không gian bên trong các tính năng hoàn toàn giống nhau. Tuy nhiên là mỗi sản phẩm đều có những cái đặc điểm rất là khác biệt. Và mọi người nhìn thấy là gì? Là đối với NC by 7 này thì các chi tiết được điểm xuyết bằng composite trông sang trọng hơn rất là nhiều. Ngay cả bàn đồ gỗ cũng được trang bị toàn bộ khung viền xung quanh bằng composite, để tăng hoàn toàn lên cái tính sang trọng của khung viền. Ngoài ra thì toàn bộ cửa sổ hai bên, thiết kế rất là rộng, và chúng ta có cái không gian view 360 độ ra biển. Đây là không gian nhất bếp và nước sinh hoạt. Chúng ta có lò vi sóng ở bên dưới, có rác, và có tủ lạnh 40 lít. Điều đặc biệt của NC by 7 là được bố trí cái bàn khách rất là rộng. Cái salon hình chữ U này có thể chứa được 6 đến 8 người, thì bây giờ người chúng ta có thể mở rộng bàn ra, từ đó mọi người có thể gọi với không gian rất là rộng để sinh hoạt. Thế còn khi mọi người không ngồi ăn uống hay sinh hoạt ở bàn đây, thì chiếc salon hình chữ U này có thể chuyển đổi ngay lập tức thành ghế lái phụ. Đấy, các bạn, một cái thiết kế rất là thông minh. Vâng, chúng tôi có thể ngay lập tức là trở thành một người phụ lái ngồi phía bên cạnh thuyền trưởng. Có một cái điểm cải tiến rất là lớn của NC 37 so với NC 14, đó là toàn bộ khu vực lối đi xuống thì ở trên chỗ bàn điều khiển đều được thay bằng da so với nỉ. Ở NC 14 các chi tiết này làm nỉ, nên khi mà hành khách di chuyển lên xuống thì bám tay vào đây thì là bật nỉ. Nhưng là hãng đã cải tiến đối với NC 17 toàn bộ chi tiết được bằng da. Ở đây chúng ta có một cái cửa sổ trời có phần phía dưới. Còn đây là bảng điều khiển chờ, bộ điều khiển trung tâm của NC by 7.
thì mọi người nhìn qua cũng có thể thấy là ba điều kiện cũng được thiết kế rất là mới so với phong cách cũ. Phong cách cũ của các Xuyên trước là gì, là toàn bộ bảng điều khiển và trang thiết bị được bố trí ngang, và tuy nhiên là bảng điều khiển này đã thu gọn lại và các trang thiết bị được bố trí rất là hợp lý. Thì có vô lăng, có màn hình Raymarine và tích hợp GPS, hải đồ cũng như radar, bao gồm cả máy đo độ sâu, giò cá, cần điều khiển, nút điều khiển chân vịt mũi để cho thuyền di chuyển ngang hoặc là quay 360 độ. Và đây là hệ thống điều khiển chỉnh chuỗi, điều chỉnh độ chuỗi của vịt mũi. Đây là VHF Raymarine dùng để liên lạc với cảng vụ và liên lạc tạm với các thuyền lân cận. Một điểm khác biệt nữa của NC-37 đó là cửa sổ trời thì được chia làm hai khoang riêng biệt. Cửa sổ này được điều khiển bằng tay. Chúng ta có thể dễ dàng mở cửa sổ, đẩy lên để lấy không khí. Đối với các cái sản phẩm mà có kích thước lớn hơn như là NC-14 thì cửa sổ này là cửa sổ trời tầm từ điện. Tuy nhiên chúng ta vẫn được lựa chọn option này. Cửa sổ điều khiển chiếc NC-37 này tại thì đây thì đang trang bị là cửa sổ điều khiển bằng tay. Tiếp theo xin mời mọi người xuống tham quan không gian phòng ngủ. Tiếp theo đây là không gian phòng ngủ thứ hai. Phòng ngủ này cũng rất là rộng, có thể chứa được hai người lớn hoặc có thể chứa được bốn trẻ. Ngoài hành lang ở lối đi thì trên phòng khách thì sẽ có chúng ta có một chiếc gương ra điểm. Điều đặc biệt của NC-37 so với các sản phẩm khác là hồ vệ sinh được bố trí tách biệt hoàn toàn. Đây là đồ vệ sinh với bộ vệt. Còn bên này là phòng tắm và lavabo. Cách biệt hoàn toàn, có thể hai người cùng sử dụng và không cần phải lẫn nhau. Và ngay trong này chúng ta có một cái hộc để đồ. Nó kích thước tương đương với một phòng ngủ. Thì trong trường hợp mà chúng ta không có sử dụng làm đồ để đặt cái điểm ở đây, để tạo thành một phòng thứ ba cho trẻ em, rất tiện lợi. Cũng giống như chiếc thuyền NC-14, tất cả các sản phẩm trong dòng NC thì đều có một cái hộc ở vị trí này. Ở NC-14 thì là cái chiếc hộc bể thực phẩm, đồ ăn, có tủ chứa xì gà, rượu vang ở bên dưới. Tuy nhiên đối với NC-37 thì chúng ta cũng có một chiếc hộc rất là lớn. Tuy nhiên cái kho này sẽ liên kết trực tiếp với cái cửa bên dưới chỗ bên kia. Nếu mà không sử dụng làm kho để đồ, chúng ta có thể sử dụng làm cái phòng ngủ thứ ba.